Ban tổ chức trân trọng kính mời Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị vào viếng. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Sau Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trân trọng kính mời Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị. Trân trọng kính mời Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị